Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Đức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe." Suy niệm tên được ghi trên trời. Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Trong bài tin mừng hôm nay, các môn đệ tỏ vẻ rất vui mừng và hãnh diện sau những gì mình làm được khi đi loan báo tin mừng. Họ hớn hở khoe với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con." Ngoài ra, các ông còn chữa được nhiều bệnh tật, làm được nhiều phép lạ. Các ông những tưởng rằng niềm vui của người môn đệ chắc đã tới đỉnh điểm. Trong khi các ông đang vui mừng như vậy, Chúa Giêsu lại bảo: "Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Tất cả chúng ta đều mong muốn và vui mừng khi tên của mình nằm trong số giải thưởng, vinh dự hoặc được xướng tên một cách long trọng. Nhưng niềm vui đó vẫn chưa thật trọn vẹn. Chúng ta hãy sống làm sao để tên chúng ta không chỉ được ghi trên trần gian này, nhưng còn được ghi trên trời. Lạy Chúa, niềm vui đích thực của chúng con là phần thưởng trên trời. Xin cho chúng con hoán cải đời sống để được hưởng niềm vui đích thực này. Amen.